Ok, xin chào các bạn. Mấy hôm nay trên Facebook đang lại nổ rộ lên cái phong trào là get status ảnh vào trong status của Facebook vào ảnh. Cái này làm dễ thôi. Ngày cái này mình nhớ là năm 2017. 2017 cái này nó từng rộ một thời. Nhưng đến bây giờ rất nhiều người muốn hỏi về cách làm ấy thì đơn giản thôi. Thứ nhất là mình vào Facebook này, mình vào chỗ viết status, mình viết một cái status bình thường này. Ví dụ như đây, ví dụ như này này, mình ok như này đi. Sao mình chụp màn hình lại này. Ok. Mình vào PS. Bạn nào chưa biết tại PS thì cứ xem video trước. Đây, vào PS. Ok, này là cái bản cũ. Đây, vào dấu cộng này. Mình vào album. Tất cả các ảnh mình tìm ảnh này. Chọn lại một cái đi. Đây chẳng hạn. Cái này nó hay quảng cáo, mình rất ghét cái này. Đây, mình vào chỗ thêm ảnh này. Thêm ảnh này. Chọn cái status và chụp màn hình này. Sau mình crop lại, cắt xén cái này, crop lại. Đấy. Ok, mình cắt chỉ vừa này thôi này. Đấy. Ok, áp dụng. Đến đây mình căn chỉnh vào vị trí mình cần thích này. Đấy. Xong rồi dưới này, đây, đây nó có phần hòa trộn này. Chọn hòa trộn, mình chọn. Mình chọn cái hòa trộn nào nó cảm thấy nó phù hợp nhất. Đây, như mình thấy cái này là thành nhiều lớp này. Nó hợp. Nó hơi tối. Nhưng mà thôi đây này. Đấy. Xong bấm áp dụng. Còn lưu file bình thường thôi. Cái này rất nhiều quảng cáo, mình cực kỳ ghét. Đây. Vào album này xem thành quả này. Đấy.